Con cá kỳ lạ, biết dùng cả filler top top. Video kỳ lạ mới đây được thanh niên cho cá ăn ghi lại. Chuyện không có gì để nói nếu con cá này không dạn người đến mức trồi lên tận nơi mà đấp. Khi nó xuất hiện anh cười muốn ná thở. Ủa sao mặt con cá này nhìn hài vậy, y như cái filler trên top top luôn. Hai mắt nó như sinh viên học lâu năm vậy, chừng nào tốt nghiệp nè, chứ thấy lạ lạ rồi á.